Xin chào các bạn. Hôm nay cuộc sống bỉ sẽ dẫn các bạn đến một cái cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa này nằm ở một cái làng Bù Môn á các bạn. Đây là một cái nơi mình cũng đi tham quan du lịch, thấy cảnh khá là đẹp, nhất là thấy một cánh đồng hoa tự cắt nơi đây. Nơi đây thì mỗi năm thì tới mùa là họ đều trồng hoa ở ngoài đồng như thế này, để cho người dân ai thích thì lại đến cắt và tự trả tiền đó các bạn. Ở nơi đây thì các bạn sẽ vào xem sẽ thấy có cả hoa thực dược nè, rất là đẹp. Hoa thực dược thì trồng đủ màu luôn, rồi có cả hoa lê ơn. Hoa lê ơn thì họ trồng nhiều lắm, một hàng bên đây và một hàng bên kia nữa đó các bạn. Hoa lê ơn bên đây có rất là đủ loại màu, màu trắng nè, màu đỏ nè, màu cam, màu vàng, thậm chí có cả màu tím luôn các bạn. Màu hoa đủ màu hết luôn. Đó, cái con đường mình đi xung quanh toàn là hoa, rất là thích luôn. Hôm nay mình quay trong xã mình. Ông xã mình cũng rất là vui nè. Ông xã mình hôm nay không có chống gậy đâu. Còn mình thì mình khi hòa mình với thiên nhiên thì mình cảm thấy rất là thích thú luôn. Nhất là hoa, thấy hoa đẹp nở là thích y chang như con nít vậy đó các bạn. Khi mà hòa mình với thiên nhiên thì giống như mình trở về với tuổi thơ ấu vậy. Đây là cái bảng giá các loại hoa mà người dân cắt thì sẽ đến đây cắt và có cái giá quy định. Và đây là những cái con dao mà họ để sẵn để cho mình cắt đó các bạn. Những người nào mà thích hoa tự nhiên cắm cắt xong thì bỏ tiền vào trong cái hộp này và người chủ đó họ sẽ đến lấy. Ở bên đây thì họ không có sợ cái vụ mà cắt xong bỏ chạy đâu các bạn. Bên đây người ta tuân thủ theo quy tắc và người ta hiểu là cái dạng như là tự giác của người ta đó các bạn. Ở đây là một cái cánh đồng hoa hướng dương trải dài, thiệt là dài luôn. Khi mà mình đến đây mình cảm giác mình sống với thiên nhiên luôn các bạn. Hòa mình vào thiên nhiên và có một cái cảm giác thiệt là tuyệt vời luôn. Mình cảm thấy mọi lo toan, mọi stress, căng thẳng đều biến mất khi mà hòa với thiên nhiên. Cái cuộc sống bình yên nơi này. Các bạn thấy có một hàng hướng dương không? Cái hàng hướng dương này á, mình có thể chơi trốn tìm ở trong đó được đó các bạn. Mình cũng nhí nhô nhí nhố chui vô trong một cái đám hướng dương này để mà đi ra. Thật là tuyệt vời, cái cảm giác nó vui sướng vô cùng luôn các bạn à. Rồi một vòng cho các bạn xem cái cảm giác khi mà tham quan một cái vườn hoa tự cắt nó như thế nào hả các bạn. Ở đây cũng là một cái nơi để cho mọi người đến đi quay phim chụp hình luôn đó các bạn. Thì rất là đẹp khi mà mình ở ngay chân trước mắt những cái cánh đồng hoa như vậy á, rất là tuyệt vời, cảm giác như là mình đang ở một cái nơi gọi là thiên đường bình yên và hạnh phúc các bạn. Những cái bông hoa rất là đẹp và những chú ong trong tự nhiên thiên nhiên bay đến húc mật, rất là tuyệt vời. Rồi một video kết thúc tại đây và cảm ơn các bạn đã
quan tâm cũng như là xem cái video này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tới. Và đừng quên like và đăng ký ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Vĩ nha cả nhà. Bye bye.